Bỏ mẹ ốm đi nhậu. Mẹ, mẹ ngủ đi, mai con dậy sớm đi chợ. Mẹ kệ con. Mẹ chưa buồn ngủ lắm, để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đi nhé. Đức, trời nắng nóng quá, đi làm cốc bia cho mát đi. Đi thì đi, quán nào đấy? Hay ra quán ông Lý Béo đi. Ấy thôi, hôm nay nắng nóng lắm, quán ông ấy có mỗi cái quạt yếu xìu, ngồi một lúc có mà chảy mỡ ra. Sang quán lão Hùng ấy. Ừ, thế đi. Đây, bát mẻ thế này uống có phải vào không? Nào, hết nhé. Đã quá, hay nhỉ. Vừa ra trường, tình cờ thế nào mà mấy thằng cùng quê lại làm cùng công ty. Hay thật. Đúng, cũng một cái đồng hương nào. Cuối tuần này phòng mình tổ chức đá giao hữu với bên phân xưởng đấy. Anh em cố gắng nhé. Cuối tuần này à? Chết, tôi đang định bảo về quê một tí. 3-4 tháng nay từ ngày đi làm chưa về thăm nhà lần nào. Thì để tuần sau rồi bọn mình cùng về. Tuần này mà bỏ lỡ trận này thì tiếc lắm. Phải đấy. Ừ, thôi thế cũng được. Để tuần sau chúng mình cùng về. Alo. Đức à, bác Hoa đây. Cháu về nhà được không? Mẹ cháu ốm nằm liệt giường mấy ngày nay rồi. Thôi chết, thế hả bác? Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ốm sao thế? Sao không báo cho con biết? Đức, sao con lại về giờ này? Bác Hoa lại gọi điện cho con phải không? Vâng, lẽ ra mẹ phải báo con sớm hơn chứ. Mẹ ốm thế này mấy hôm rồi, mẹ đã ăn uống gì chưa? Mẹ đỡ rồi. Lúc nãy bác Hoa nấu cho bác cháu. Mẹ ăn rồi, con đừng có lo. Trời nắng nóng quá, mẹ toát hết cả mồ hôi rồi. Không sao, mẹ quen rồi. Con có nóng không? Có quạt đây. Con quạt đi cho đỡ nóng. Mẹ, chiếc quạt nan này... Để mẹ ngồi quạt cho con học. Mẹ chỉ thương tụi học trò các con, năm nay thi đại học lại vào đúng cái đợt nắng nóng nhất. Con cố được mẹ ơi, nắng nóng sao bằng mẹ ngồi chợ cả ngày chứ. Mẹ, khi nào con lớn lên, con sẽ mua cho mẹ một cây quạt điện giống như nhà thằng Hùng lớp con. Được rồi, con cứ nhớ đi nhé. Mẹ, sao con lại quên được lời hứa ngày xưa chứ? Mẹ ơi. Mẹ, mẹ ngủ đi. Con quạt cho mẹ ngủ. Mẹ ngủ đi. Ngày mai... Ngày mai gì hả con? Không. Mẹ để con quạt cho. Mẹ ngủ đi. Mẹ, lần này con không hứa nữa. Con chưa quên lời hứa ngày trước đâu mẹ. Hộ chiếu cuộc đời. Cậu sẽ sinh vào gia đình như thế nào? Mình sinh ở một gia đình bình thường thôi. Còn cậu? Cậu xem này. Wow, cậu sẽ sinh ở đây ư? Nhà cậu đẹp quá. Biết đâu sau này tụi mình vẫn còn gặp lại. Lúc đó mình sẽ mời cậu đến nhà mình chơi. Cảm ơn cậu. Sắp đến bến rồi, các em thu dọn hành lý, giữ hộ chiếu cẩn thận để xuống đúng nơi cần đến nhé. Ôi da. Xin lỗi hai cậu nhé. Tớ vừa đi vệ sinh vào thì thấy mọi người xuống gần hết rồi. Tớ cứ sợ bị muộn. Thôi không sao đâu, cậu cũng xếp vào hàng đi. Đúng là phiền phức. Hộ chiếu của cháu đây ạ. Sống tốt nhé cậu bé. Cảm ơn chú.
Con chào mẹ. Con về rồi đấy à? Tuần này làm việc vất vả không con? Việc thì bình thường, có điều lại bị chậm lương mẹ ạ. Hay là con đi học thêm nghề sửa máy rồi làm thêm vậy? Con có học thì cũng làm gì có tiền mở cửa hiệu cơ chứ. Không có cửa hiệu đàng hoàng, ai người ta sửa? Con cứ làm từ từ, tiết kiệm dần mới có tiền chứ con. Số con là số nghèo rồi, cố gắng cũng chỉ đến thế thôi mẹ. Nếu được sinh ra ở gia đình giàu có hơn, thì bây giờ mình sẽ thế nào nhỉ? Xin hỏi, cậu có phải là Quang không? Chính là tôi. Tôi là Bảo, nhân viên ga tàu Trần Giang. Ga tàu Trần Giang. Chuyện là thế này, trong đợt kiểm tra định kỳ các tấm hộ chiếu, chúng tôi đã đối chiếu lại hộ chiếu của các em bé được sinh ra thì phát hiện có nhầm lẫn. Cụ thể là tấm hộ chiếu của cậu đã bị thay đổi với một người khác. Cậu lẽ ra không phải tên là Quang, mà phải tên là Phú. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Đó là trí nhớ của cậu đã bị xóa sạch khi bước qua cánh cửa không gian. Hãy chạm vào cuốn sổ này, cậu sẽ nhớ ra tất cả. Thì ra là thế. Còn người kia thì sao? Anh ta như thế nào rồi? Cậu cứ nhìn vào cuốn sổ đó thì biết. Cuốn sổ đó hiện giờ đang ứng với cuộc sống của người đó. Cuộc sống tốt đẹp này đáng lẽ phải là của tôi. Sao các người lại để xảy ra nhầm lẫn như vậy? Đúng là chúng tôi đã thiếu sót khi không đối chiếu kỹ lưỡng. Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải quyết cho chuyện này. Còn tìm cách gì nữa? Hãy trả lại cuộc sống cho tôi là xong. Trước hết, tôi sẽ cho cậu tạm hoán đổi cuộc sống với Phú trong một ngày. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ xem xét hoán đổi chính thức. Nhưng tôi còn e ngại một vấn đề, đó là việc này sẽ không thay đổi được ký ức của hai người. Anh sẽ không có được ký ức của Phú và ngược lại. Không sao, cùng lắm thì tôi giả vờ bị mất trí nhớ là xong chứ gì. Thưa giám đốc, số tài liệu này cần được giải quyết trong hôm nay. Mời anh xem ạ. Được, cứ để đó đi. Gì thế này? Chẳng hiểu gì cả. Ôi, đau hết cả đầu. Ngày nào anh ta cũng đọc hết mớ này sao? Mệt quá. Bao nhiêu là việc rối tinh rối mù. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Ba mẹ biết con bận bịu sẽ quên mất ngày này, nên đã cùng mọi người tổ chức sinh nhật cho con đấy. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ba mẹ tự hào về con lắm. Nếu không có con vực lại công ty bên bờ vực phá sản thì chúng ta đâu có được ngày hôm nay. Ai cũng nghĩ rằng con sinh ra đã sung sướng lắm. Có ai ngờ đâu gia đình ta sung sướng chưa được bao lâu thì đã gần như phá sản. Con đã phải nỗ lực vất vả biết bao nhiêu. Bác ơi, chính nhờ những ngày khó khăn đó mà anh Phú mới biết vươn lên dựa vào chính sức của mình. Đó cũng là điều đáng mừng bác ạ. Thôi, hãy cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật giám đốc tài ba nào. Đã hết một ngày rồi, cậu thấy có thích ứng được với thân phận mới này không? Tôi nhớ khi xưa ba mẹ đã rất cố gắng lo cho tôi ăn học. Nhưng vì lười biếng nên tôi học rất kém, thường xuyên bỏ học đi chơi. Phú đã có một sự nghiệp thành công dựa vào chính năng lực của anh ấy. Nếu đổi lại là tôi thì chưa chắc đã được như thế. Còn tôi, dù ba mẹ lúc nào cũng hy sinh cho tôi, nhưng tôi lại chỉ biết than thân trách phận. Đến bây giờ tôi vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ mình. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ không hoán đổi nữa. Tôi sẽ làm lại từ đầu, nỗ lực bằng chính khả năng của mình để chăm sóc cho ba mẹ tôi. Cậu chắc chứ? Tôi hoàn toàn chắc chắn. Có lẽ đây mới là kết thúc có hậu. Chúc cậu sớm thành công với sự lựa chọn của mình. Nụ hồng trong thành phố xám. Vào những năm 3000, thành phố tuyền một màu xám xịt của những tòa nhà cao phúc. Người ta đã nghĩ ra cách có thể sống mà không cần cây cối, hoa cỏ, rau xanh. Những thứ cần phải chăm sóc, nuôi trồng thật là phiền phức. Ánh nắng ấm áp của mặt trời cũng không thể xuyên qua những đám khói bụi dày đặc để chiếu xuống thành phố.
những đứa trẻ sống an toàn, đầy đủ và cô độc trong những khung nhà kính, và chúng không còn tin vào những nàng tiên và những chuyện cổ tích. Có một cậu bé tên là Nam, rất say mê với những thực vật, giờ chỉ còn là hóa thạch. Cậu mong muốn được một lần nhìn thấy một mầm cây thật sự, ấm áp và xanh biếc, lớn lên từng ngày trước mắt cậu. Khi nàng tiên cuối cùng rời khỏi trái đất, nàng đặt bên gối Nam một hạt mầm hoa hồng và thì thầm một điều ước. Mong cho những đứa trẻ được lớn lên trong khỏe mạnh và hồn nhiên như những cái cây. Ồ, một hạt mầm thật sự, nhưng của cây gì nhỉ? Mình sẽ trồng nó xuống đất. Khi nó lớn, mình sẽ biết nó là cây gì thôi mà. Ôi trời, đau quá. Phải tưới nước nữa. Mình đọc được trên mạng, hạt mầm cần đủ nước để lớn lên. Hình như không phải loại nước ngọt đóng chai này, phải là nước thật sự cơ. Cố lên nhé hạt mầm, cậu sẽ nảy mầm thành một cái cây khỏe mạnh nha. Cậu ta làm gì thế nhỉ? Đang trồng một cái gì đó ư? Rỗi hơi quá. Ôi, mầm cây nhú lên rồi. Ồ, một mầm cây thật sự. Ồ, cậu ấy đang trồng một cái cây. Một cái cây thật sự, ấm áp và xanh biếc. Nụ hoa gì đây nhỉ? Để xem nụ hoa gì đây nào. Nụ hoa gì đấy cậu? Tớ theo dõi cậu và cái cây lâu rồi. Xin lỗi nha, tớ tò mò quá. Cậu đang trồng cây gì đấy? Tớ cũng chưa biết. Để tớ tìm hiểu xem. Hoa hồng, đẹp quá. Đây là một nụ hoa hồng sao? Không thể tin được. Chúng mình sẽ được tận mắt nhìn thấy một bông hoa hồng sao? Nụ hoa sẽ nở chứ cậu? Chắc chắn rồi, nó phải nở chứ. Cậu cho chúng tớ chăm sóc cây hoa với nha. Các cậu... Chúng mình cũng theo dõi cậu lâu lắm rồi. Chúng mình cũng muốn được ngắm một bông hoa thật sự. Kiểu này thì bông hoa không còn có một mình Nam nữa rồi. Tớ chẳng tiếc đâu. Chúng mình cùng chăm rồi cùng ngắm nha các cậu. Ơi, hình như là một cơn bão. Ba mẹ mình gọi về, chúng mình phải về nhanh. Cơn bão này chắc lớn lắm đấy. Nhưng còn nụ hồng. Nhà mình có một chiếc chuông thủy tinh rất lớn và chắc chắn. Các cậu giúp mình mang ra đây che chắn cho cây hoa nha. Ý hay đấy. Cậu ơi, giúp tớ với. Nụ hồng đâu rồi, đâu rồi? Nhanh tay lên các cậu. Đây rồi, các cậu ơi, đây rồi. Trời ơi, nụ hồng của chúng ta. Có phải nó đã chết không Nam? Không, không thể nào. Đó là nụ hồng duy nhất của chúng mình. Nó không thể chết được. Ôi, nụ hồng nở rồi Nam ơi. Nụ hồng nở thật rồi. Và rồi người ta trồng lại những cây xanh, những vườn hoa và sửa lại những chiếc xích đu cầu trượt. Chim muông côn trùng lại ríu rít bay về. Thành phố lại bừng sáng muôn sắc màu ấm áp. Như búp trên cành. Hai ba con lúc nào cũng lề mề, khéo mà lỡ mất chuyến xe về quê rồi đấy. Thôi mà em, nếu mà có lỡ á, thì mình bắt taxi về. Ngày cuối tuần ngủ nướng một chút thôi mà. Xe đang chuẩn bị chuyển bánh rồi kia kìa. Đã nhắc rồi mà hai cha con cứ chậm chạp lề mề à. Nhanh lên con, đi sát theo mẹ là được. Em, chờ đèn xanh đã. Đi sang thấy xe cộ họ đi sao được. Mà còn nguy hiểm nữa, dừng lại đi. Không sang nhanh, xe khách sắp chạy rồi. Mình đi bộ chứ có gì to tát đâu. Người ta khắc tránh ấy mà. Trời ơi, chậm thì chờ chuyến sau chứ. Em, xe kìa. Ý
Mẹ, tại mẹ con mình vượt đèn đỏ sang đường mà người ta bị ngã xe kìa mẹ. Kệ đi con, phanh chút tí nên ngã ấy mà. Dừng lại bây giờ rắc rối lắm. Đấy, xe còn mãi mới chạy mà em cứ vội vội vàng vàng lên. May mà cái xe máy ấy còn phanh kịp, mấy người phía sau cũng chỉ ngã nhẹ mà em cũng cứ thế đi thẳng à. Thôi nào anh cứ nói mãi chuyện đó, em đang nóng bừng hết cả người đây này, trời gì mà nắng thế. Hai cha con lùi vào đây mau lên, kẻo rạ nó dính vào người ngứa ngáy thì đừng có kêu nhé. Hai cha con còn không đi nhanh lên, nắng vỡ đầu rồi. Ừ, bác có sao không ạ? Tí, nhanh lên. Ba mẹ cháu Tí có nhà không ạ? Chúng tôi ra ngay đây. Có chuyện gì mà cô giáo lại đến tận nhà? Ừ, cô giáo Thư đấy ạ, mời cô vào nhà. Thôi hai bác ạ, tôi đang vội, tôi có việc đi ngang qua, tiện nói với hai bác chuyện ở trường của cháu Tí, để bác bảo ban thêm cháu. Dạ, cháu nó có chuyện gì thế cô? Gần đây, cháu Tí nhà mình hay to tiếng với bạn bè trong lớp lắm. Hơi Tí là gắt gỏng, cáo kỉnh. Sáng nay, Tí còn dùng thước đánh bạn cùng bạn. Tôi bắt cháu xin lỗi bạn, nhưng cháu nhất quyết không nghe và vùng vằng bỏ về. Cậu đưa trả tớ cái bút mực đây. Đây, tớ mượn xíu thôi mà. Gì mà... Tí! Đó anh chị à, cháu Tí dạo này khá là ngổ ngược. Cháu Tí nhà tôi có chuyện đó sao cô? Để tôi sẽ dần cho nó một trận, con với cái. Anh chị cứ từ từ bảo ban lẽ phải cho cháu. Học sinh độ tuổi cháu Tí nhà mình thích ương lắm. Thôi anh chị vào nhà đi, tôi đi nha. À, vâng, tôi cảm ơn cô giáo nhiều, cô lại nhà. Tí, đi ra đây mau. Còn không mau lên. Cô giáo bảo con đánh bạn mà nhất quyết không chịu xin lỗi. Tí, con ngổ ngược như thế từ bao giờ hả? Tại bạn ấy làm dây mực vào vở của con trước. Giờ lại còn cãi nữa à? Đáng đánh đòn lắm. Thì chẳng phải chuyện trên phố hôm nọ, mẹ băng đèn đỏ sang đường làm người ta bị ngã, mẹ cũng không xin lỗi. Cả bác gánh rơm ở đường làng nữa, mẹ xô vào bác ấy rồi cũng bỏ đi. Còn con đâu có đánh oan bạn ấy, rõ ràng bạn ấy làm gãy bút của con mà. Sao con lại phải xin lỗi bạn ấy à? Không xin lỗi ai, bỏ đi gì cơ. Mẹ con đã sai khi vội vàng băng qua đèn đỏ, đã sai khi không xin lỗi mấy người đi đường và bác gánh rơm nữa. Nhưng bố đi phía sau, bố đã kịp xin lỗi họ rồi con à. Và nhất định từ lần sau, mẹ con sẽ không vội vã như thế nữa đâu. Con không được suy nghĩ như vậy nhé. Ở lớp học bạn bè phải nhường nhịn, giúp đỡ nhau chứ con. Từ nay con hứa với ba không? Dạ con, vâng thưa ba. Thôi con vào học bài đi nhé. Dạ. Lâu nay em lúc nào cũng nóng nảy, vội vàng trong mọi chuyện. Em đã cư xử không tốt, để xảy ra chuyện như hôm nay, em tệ quá. Thôi nào, anh biết em thương và lo lắng cho con lắm. Con mình lại đang tuổi tu dưỡng tâm tính, như lá non, như búp trên cành. Nó bị ảnh hưởng bởi tính cách của chúng ta rất nhiều. Mình phải luôn cư xử đúng mực, dù trong chuyện nhỏ em mà. Có vậy mới nêu gương sáng cho con. Từ nay em xin nghe anh. Những ngày nghỉ phép. Bọn trẻ về quê thấy vắng vẻ cô nhỉ? Kể cũng buồn bà nhỉ. Nhưng thôi, nghỉ hè cho tụi nó chơi đã thì thôi. Không đợi chú về ăn cơm hả cô? Dạ không bà, nhà cháu đang chạy dự án nên bận lắm, về muộn. Bà cháu mình ăn cơm trước nhé. Cô Lan nè, tuần tới tôi định... Có gì thì bà cứ nói đi, cháu mà bà còn phải ngại à? Thì tôi thấy ai nấy quá, định xin cô về quê một tuần. Sao thế bà? Ở nhà có ai ốm hả bà? Hay có chuyện gì mà tự nhiên bà về quê hẳn một tuần ạ? Không có chuyện gì đâu, lâu không về nên nhân dịp tụi nhỏ về quê nghỉ hè, tôi xin cô về thôi. Mấy bà giúp việc nhà bạn cháu đều bảo nghỉ mấy hôm rồi nghỉ hẳn đấy. Cháu sợ lắm, giờ bà mà đi bọn nhóc nó sẽ không để cháu yên đâu. Hay bà giận gì chúng cháu? Có gì bà cứ bảo cháu, bà đừng giữ trong lòng.
Ở với cô chú bao nhiêu năm, chả nhẽ cô không biết tính tôi ư? Tôi nghĩ một tuần thôi cô à. Bà hứa rồi đó nhé. Thôi, cô ăn cơm đi, không nguội hết cả rồi. Anh về muộn thế. Cứ lần nào có dự án là y như rằng mệt đứt hơi, không có thời gian cà phê quán xá tí nào, ở tịch một chỗ từ sáng tới tối. Đang bận lại còn tính nước nghỉ. Mình anh mệt đâu mà, cả nhóm cùng mệt. Cố gắng mấy bữa là hoàn thành ấy mà. Mấy bữa cũng đủ mệt rồi em à. Mình phải có cách lách để còn xả hơi, giữ sức. Đang bận như gì anh lại còn bàn chuyện xả hơi. Cẩn thận sếp biết lại không hay đâu. Em yên tâm, anh là ai chứ? Một quyển mưu kế trong đây nè. Ủa, sao hôm nay anh về sớm thế? Dự án đã xong rồi hả? Xong là xong thế nào? Xong phần của anh thôi. Anh vừa xin nghỉ phép một tuần rồi. Nghỉ phép ư? Anh mệt quá hả? Hay hai vợ chồng đi khám sức khỏe xem thế nào? Mệt gì? Anh tránh hạ ấy mà. Thoải mái quá. Chuẩn bị cắp vali đi nghỉ thôi vợ ơi. Hay, đang bận tối mắt còn đi chơi, việc để lại ai lo? Việc của cả nhóm mà. Mình nghĩ khác có đứa lo. Dự án không thể vì mình anh nghỉ mà dừng lại được. Chúng nó cày cuốc thêm thôi. Anh làm thế người ta biết không hay đâu. Lúc bận rộn phải kề vai mà gánh với nhau chứ. Mỗi người một phần việc rồi anh lại né thế. Em lo gì, chúng nó toàn thằng giỏi. Nó kham được hết. Mình nghĩ lấy lý do sức khỏe thì ai nói gì nữa. Ai chà chà, hôm nay toàn món anh thích. Bà May đúng là nhất. Em làm đấy, bà May nghỉ phép rồi. Bà đi đâu hả em? Ở quê có việc gì à? Bình thường có thấy bà xin nghỉ bao giờ đâu. Kể ra vợ chồng mình cũng vô tâm thật. Tâm lý các ông bà có tuổi ai chẳng hướng về quê nhà. Lên đây làm chắc cũng nhớ nhà lắm. Mình lại chưa một lần cho bà nghỉ dài về quê một chuyến. Thì bà muốn nghỉ bà nói một câu là xong mà. Vợ chồng mình có khó khăn gì đâu, sao phải ngại? Thì vì bà trách nhiệm và chu đáo quá, lúc nào cũng nghĩ cho hai vợ chồng và bọn trẻ, cho nên nào có dám nghỉ. Anh nhìn này, thực đơn cả tuần bà lên sẵn đấy. Hôm nào cũng có món anh thích, em thích, để em khỏi nghĩ nhiều khi đi chợ. Tất cả các thùng rác trong nhà, thùng nào cũng lồng sẵn 7 cái túi liền, đủ cả tuần đi vắng của bà đấy. Anh thấy có ai chu đáo như bà chưa? Ở đời kiếm đâu ra được bà giúp việc tận tâm, chu đáo thế nhỉ? Những công việc đó lẽ ra lúc bình thường mình cũng có thể làm được, nhưng cứ ỷ cho bà, rồi khi đi vắng bà cũng lo cho sẵn cả. Bà May đúng là hiếm có thật. Bà ơi, bà về đến nhà chưa? Vâng, cháu đang ăn cơm rồi. Cháu thấy cái niêu cá rồi. Vâng. Vâng ạ, rồi thì để nhỏ lửa 30 phút. Vâng, cháu nhớ rồi. Bà cứ chơi vui vẻ đi, không phải lo đâu bà nhé. Mấy tờ giấy này là bà May viết hết hả em? Vâng, bà ghi thực đơn các món trong tuần đó anh. Bữa nào cũng có đủ món tủ của hai vợ chồng mình. Còn chú thích đồ này ra chợ mua của hàng nào thì ngon thì tươi. Ôi, bà May mà đi làm công sở thì chắc các sếp sướng lắm. Vừa tận tâm chu đáo, lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác. Tháng tới phải tăng lương cho bà mới được. Hôm nay anh nộp giấy xin nghỉ hả? Thế định đi đâu để em đặt vé máy bay? Em đặt vào cuối tháng nhé. Đi đâu tùy em chọn. Em tưởng anh bảo đi luôn, nhưng thể anh nghỉ phép còn gì. Anh không nghỉ nữa. Đi rồi để mọi người ở nhà vất vả thêm vì mình, đúng là không nên thật. Lo cho xong dự án em xuôi đã em à. Ây chà, trách nhiệm đầy mình thế này. Có khi dự án xong chồng em lại được tăng lương ấy nhỉ. Em nhớ nhắn bà May, bà xứng đáng được đền đáp sau những ngày tận tụy hết lòng với công việc, với cả gia đình mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.